Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đến hôm nay thì mấy anh em thợ đã là lập trên cái phần mái tôn trước rồi cô bác. Nếu mà cô bác anh chị có theo dõi được những thước phim mà cháu Lực đăng tải lên trước ấy thì cũng đã biết rằng là hôm nay thì mấy anh em thợ sẽ là hoàn thiện cái phần lập rồi cô bác. Tại hôm qua thì các anh thợ là chưa có hàn xong rồi nhưng mà chưa có lập được lên, và hôm qua cháu Lực cũng chưa có mua tôn mua cái phần xi này các bác này, xi thì tí để xịt vào những cái chỗ mà vừa mới khoan xong mới hàn xong ấy, cũng mua thêm lên trên quýt cho mấy anh em thợ ăn nữa. Một tí thì anh em làm mệt thì sẽ bơm lên sẽ ăn sau. Đấy, bây giờ cái phần công trình phụ của bác thì cũng đã dần được là hoàn thiện rồi đó các bác này. Bây giờ hôm nay thì sẽ hoàn thiện ở phần bên này, còn có khi là ngày mai thì sẽ hoàn thiện lại nốt ở phần bên kia. Buổi sáng hôm nay lên thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cho cô bác anh chị là cùng biết là cái tiến độ làm nhà của ba ông cháu là tới đâu rồi đấy. Bây giờ là anh cứ đóng vào nhá, để em sơn nhá. Hãy để sơn vào nhá. Ở đây thì cắm thêm rau được các bác này, cắm thêm rau vào để hàn cho nó chắc cái phần mái ở trên này. Anh có cùng em sơn không? Có bao tay ở dưới không nhỉ? Hình như có đúng không? Chạy lên lấy cái bao tay đó. Cái bao tay đâu hiệu nhỉ? Ăn đi. Hả? Mấy ngày á? Tầm tháng xong rồi. Làm như này được chưa? Hay là chưa được? Anh cùng em sơn đi. Đây. Thôi, hay là anh cứ làm việc của anh nhá, để em sơn cho. Anh thấy em mới bóc khô rồi mới sơn đấy mà. Sơn này rất là mùi sơn đấy.
Sơn này nó chỉ thế thôi, Sơn này nó chỉ thế thôi. Sơn ấy thì là Sơn này. Sử thì đi ăn cưới vẫn chưa về có ba Sử ấy. Trên này hàn à? Chưa, trên này chưa hàn đúng không anh? Chưa. Khoan rau mới hàn hết à? Có những chỗ thì đi rất là nguy hiểm cho nên là một tí mấy anh em hàn sâu một chút thì cháu được xé sơn sâu các bác ạ. Có những chỗ thì chưa có sơn đến. Đây, bây giờ thì các anh đang cắm thêm những cái thanh rau vào xong là một tí để các anh hàn để cho nó chắc phần phần cái thanh ngang của nó các bác này. Ở dưới kia thì các anh với lại thêm chú nữa thì vẫn hoàn thiện cái phần công trình phụ. Còn ở trên này thì chỉ có ba anh em thôi các bác. Ở trên này thì có mấy anh em mà biết làm về cơ khí thì mới làm được thôi. Anh biết xoay ấy nhở? Không dám đi đâu. Vừa rồi thì em Sử
Tá về sao rồi các bác? Cháu Lực nhìn thấy là em mới đi ở xuống kia rồi. Bây giờ thì gọi em ấy bảo là đi xuống này một chút. Về chưa? Ok. Ô em đi ăn cưới thì biết biết từ từ chứ. Đấy, cháu Lực chưa nói xong mà em xử là tát luôn rồi các bác này. Xử đi như là về đến nhà trên này rồi các bác. Có vẻ như là Sử đã uống thêm một tí rượu đấy các bác. Đi ăn cưới về rồi à? Hôm nay đi ăn cưới là ăn cưới ai đấy? Hả? Hôm nay đi ăn cưới là đi ăn cưới ai? Mình chỉ là hả? À, lên trên này, lên trên này. Hôm nay đi ăn cưới thì ăn cưới là anh em họ hàng không? Nó gọi đi á, nhưng mà ông bảo đi à? Ông bảo đi là đi là anh em trong nhà à? Đi cùng con là chú à? À đi từ sao sớm mà từ tối qua rồi sớm nay mới đi à? Có uống rượu đấy hả? À? Sao nhìn như kiểu uống tí rượu rồi, chắc là uống 2-3 chén rồi nhỉ? Không uống tí nào á? Một tí là sẽ lập mái rồi đấy. Bây giờ các anh đang cắm thêm rau vào rồi thì sẽ lợp mái đấy. Bỏ anh ở đây nhá. Đây. Dùng cái sơn này nhá. Cái sơn này bây giờ đi xịt những cái mũi hàn kia nhá. Đấy chỗ nào chưa đi được thì đừng có đi nhá, xịt như anh xịt kia kìa. Đấy ra đây anh bảo này. Đấy, xử thì cũng chưa biết xịt chưa đâu các bác này. Ra đây anh hướng dẫn này này. Đấy, xịt đây này. Sau này nó sẽ không có bị gì ấy, nhá. Đấy. Cứ xịt như thế này. Ở bên này cũng thế này. Những chỗ nào mà mùi, những chỗ nào là hàn ấy, hàn là xịt hết nhá. Những cái chỗ dâu này. Đấy. Phải lắc nhá. Đấy, xịt cho nó kỳ kỳ vào một chút. Đấy, đây, xin như anh vừa chỉ dạy xin nhá. Đi là đi cẩn thận nhá. Mấy cái chỗ kia là anh xịt hết rồi, đi. Đấy, đi thẳng lên cái góc kia, góc kia anh cho xịt kìa. Anh đúng rồi. Hả? Ờ, thiếu thoát rồi ạ. Nhưng mà hơi phử được chuối mà là hơi treo treo đấy mà. Nó hơi phử được chuối mà, hơi trung tâm được chuối mà. Một tí nữa thì lấy tôn cho các anh nhá.
À, lấy cái mà khoan này đi, nếu mà không khoan anh thu tí nó lại rơi xuống dưới. Đây, đồ nào không dùng thì cất ở đây, không tí lại rơi xuống dưới, không may đập phải chân này. Hả? Thương mẹ à? Thương mẹ đâu rồi nhờ? À đây, lấy cho anh đi. Đấy, ở đây thì tất cả các mũi hàn thì lúc mà anh thợ hàn xong thì cháu Lực với em Sử là dùng sơn để sơn lại hoàn toàn hết cô bác nhá. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói với cô bác anh chị là biết rằng rồi, bây giờ mình phải sơn để cho nó sau này nó sẽ không có bị rỉ ở cái phần nào mũi hàn của nó. Tối nay liệu mấy anh em mình có lập hết không anh? Chắc hết đấy. Chắc hết rồi à? Chắc hết. Chắc rồi à? Chắc rồi. Nhưng mà kiểu gì kìa nó cũng phải hết à? Hôm nay nhà chú của Sử là cũng hôm nay là ngày gì ấy nhỉ, gọi là lên giàn giáo à, lên khung nhà ấy đúng không, lên khung nhà. Tại sơn những cái tấm pro, tấm tôn của nhà Sử thì cháu được chọn là màu xanh chuẩn cho anh. Ui. Hay ngôi nhà ba ông cháu này thì phải nói là theo như cháu được mấy thời gian này cháu được nhìn nhận lại là và lắng nghe thấy rất là nhiều hàng xóm xung quanh của nhà Sử này ai ai cũng gọi là ao ước có một cái ngôi nhà như vậy các bác ạ. Được không anh? Được. Ôi, nó chưa chắc anh đã giấm rồi. Mà bên đấy nó hàn với nhau bác đấy. Hả? Anh cho em hàn lên nào. Ok anh. Anh Thanh ơi, ok không anh? Ok. Hàn này nếu mà không đeo kính cô bác ngày mai là sẽ bị đau mắt luôn đấy. Đây, ở đây thì mọi phía là các anh đều hàn hết cô bác nhé, chứ không phải là hàn ở hai phía đâu, mà hàn bây giờ hàn ở bốn góc luôn. Hàn ở đây mà khói ra tận chỗ đằng sau hiệu luôn đấy.
Thế bây giờ thì hàn xong thì dám đi qua trên này luôn rồi các bác. Mới sửa nó hàn xét rồi đấy á. Đi mưa không nhau vào nó thêm hàn bắn nó mưa chỉ hút á. Ừ, đặt luôn. Hàn thêm dạm này à? Đây này có hàn đấy á. Nhưng hàn này đó. Anh lấy que hàn mới cho em que đi. Một que thôi. Này, này cũng sắp hết rồi. Nói thật với anh là trước em đi đợt đi bên Angola ấy. Em đi hàn rồi đấy. Anh không tin à? Anh không tin à? Trước em hàn thì em hay đập đập que hàn này cơ. Bên này chắc rồi đúng không anh? Đầu này nói chung là hỏng hay sao rồi anh nhỉ? Ui, bay vào tóc chứ. Thế về xong ấy, hôm nói phải nói là chia sẻ thật với các anh một chút. Tầm độ một năm về trước, đợt em đi sang bên bên Angola ấy, em đi được 5 tháng mà. Em vừa rồi lên thì cũng có mua thêm là quýt cho mấy anh em ăn nữa. Ôi, có chia cho đội kia chưa? Có rồi. Có rồi anh. Không, tí mấy anh em mình lại lên trên này lại bóc hết rồi. Đây, cameraman. Hay hai anh em mình mở một xưởng cơ khí đi anh nhỉ? Anh em mình đều biết hàn thì mở được ấy. Ôi, 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 ôi.
Ăn lên quả đây anh. Ừ, hàn một tí thôi mà cảm thấy là mát mát, là lâu lắm không hàn rồi. Anh ạ. Mát rồi, hoa hoa mát rồi đấy. Bấm ngoài hàn thêm. Anh vừa làm nhà ở dưới kia lên à? Ừ. Nhà ở kia làm xong chưa? Chưa. Sử sử xuống dưới chưa? Chưa. Vâng. Thì tập biết về chưa? Về rồi mà, vừa rồi đang ở đây không biết lại đâu rồi. Thay ở dưới kia. Chắc là đi nhà thay quần áo rồi. Cái này ngắm nhỉ? Cái này là cho nó thế đấy. Tại vì là mình chắt, đây là nó lớp chắt của nó mà. Chắt của nó mà ấy mà. Anh cẩn thận nhá, cái gỗ đấy nó xoay đấy. Cẩn thận đấy nhá. Ôi, anh à. Lên ngắm công trình nhà. Sắp xong rồi nhà. Sắp xong đấy. Mấy nữa lên Tân Gia là không thể thiếu mấy anh em chở cát rồi nhờ. Cát đâu? Chở cát đây. Không để thiếu mấy anh em chở cát này, có nghĩa là không thiếu các anh ấy. Ờ. Các anh chở cát này. Lần này hết xong rồi. Vâng. Theo anh phòng khách như này thì ok chưa? Bà con mình dùng phòng khách như này được chưa? Okay rồi. Này quá ok đúng không? Đây em làm thêm cái bếp lò này, cái bếp củi là ở bên này luôn. Đây là bếp ga này. Đấy, vẫn có bếp củi ấy, vẫn có bếp củi trong nhà. Chứ không bà con mình ở trên vùng cao không có làm bếp củi trong nhà thì nó không khí nó hơi lạnh lẽo một tí. Đúng rồi. Bây giờ hoàn thành nốt công trình phụ xong là chắt được rồi. Ai chữ A của em được chưa? Ok rồi nhờ. Nhìn này có tí thẩm mỹ đi nhờ. Nước à, anh chở trong này có nước á? À? Nước trôi ra kia rồi. Kia làm ống bên kia mà. Kia kìa, ống bên kia. Hả? Mà xay cái đòn này, nó khác chảy đi hết mà. Nếu lúc đấy bạn như thế là không chảy đâu. Hả? Nếu bạn như thế là không chảy đâu. Mấy đứa nó còn là lát lại thêm nữa mà. Cho nó cọc to một tí. Chiều nay là lập luôn. Có được không anh? Chúng cứ ở được chứ anh. Chiều nay là tính lập luôn mà. Ông sổ có 10 nước ra kia, Kiều ơi. Dạ. Có, vẫn chú vẫn bảo nhưng mà mấy anh em cũng đang làm trên này rồi. Dạ. Vâng, chú vẫn bảo à, chú bảo là chú ăn cơm mà. Tô nó thò đến tận đây mà. Chắt chắt nữa, làm mà lập xong thì chắt mọi cái. Chứ bây giờ mà mình làm xong thì sợ là trong lúc đang làm mưa hay không chắt được. Thế thì theo phương án là chơi quả mình lập trước. Mình lập trước xong mới chắt. Đấy, bây giờ trời mưa thì mưa phùn thôi mình cũng có làm được. Các anh nếu mà làm nhà gỗ nhà xây thì làm như này nhà nào nhanh hơn? Bây giờ cái ngôi nhà này chắc làm liên tục nhất được tầm độ nửa tháng rồi. Nếu mà vận chuyển vật liệu mà lên đến tận nơi mà không có vận chuyển vật liệu nữa thì, nhưng mà phải nói là cái quãng đường từ bên kia sang bên này thì tiền thuê vật liệu nó đắt hơn cả tiền mua tiền mua cát mua vật liệu. Anh phải nói là anh em trong làng một sự thôn một sự ai cũng lên ngắm cái ngôi nhà mà cái gì anh? Ống nước này á?
cho nó giảm nó kia. Ôi ống nước này mấy nữa làm đi xuống ấy mà. Làm cái ống chạy xuống dưới mà. À làm mấy cái ống ở dưới kia. Vâng. Tưởng là có làm. Bây giờ mình làm dài hẳn ra bên kia thì nói thật với anh là sợ là sau này cây nó đổ cây này chảy vác quỷ đi qua đây này. Đúng rồi. Cũng đập nó làm gáy rồi mà. Cho nên là thiết kế không. Vâng, gáy thì thay được nhưng mà nó cũng phải nói là tốn một cái ống này cũng đắt tiền phết anh ạ. 200 mấy mà. Bây giờ mình mua mấy cái ống chữ T về trong núi ở kia, đào xuống bên kia thôi. Xuống kia là được rồi mà. Em Sử thì vừa đi nhà thay quần áo về của bác này. Thay một tí nữa thì em cũng lên đây là phụ mấy anh em để đưa tôn để cho mấy anh thợ là bán tôn vào. Hôm nay thì mấy anh em mình công việc là sẽ làm những công việc gì anh? Anh có thể là nói qua cho tất cả cô bác anh chị là cùng nắm gió được không? Công việc thì nó hôm nay thì có hai người thì đi về, còn bốn anh em, năm em thì lập, bắt đầu bắn kèo xong là lập. Nhưng mà hôm nay là mình có liệu mình có lập được hết không anh hôm nay? Chắc hết, bây giờ lập thì nó nhanh, bây giờ còn hàng cái cây kia nữa là xong rồi. Vâng. Hà là mấy thanh kia đó là cũng xong thanh, rồi. Cần một thanh nữa đây. Sao tôi bảo nó thỉnh lên anh? Đấy, vừa rồi thì anh Vinh cũng đã cập nhật cho cô bác anh chị là cũng biết công việc, cũng biết rồi. Công việc của mấy anh em hôm nay là sẽ tiếp tục là hoàn thiện cái phần mái để cho nó xong trước đã. Ôi, như anh ơi, cái máy bán vít của anh đâu ấy? Máy bán vít anh ở dưới. À, máy bán vít anh dưới kia đúng không? Tí lâu. Ôi, tí lâu ơi. Bắn lên lên rồi. Hiếu ơi, Sứ ơi, chạy lấy cái lọ sơn cho nhá, để anh xịt xịt lên. Anh Hai ơi, anh Hai, anh kéo tấm ván này lên trên qua cái thanh kia một tí. Đấy, rồi anh ơi, ok anh. Ừ. Nó ra. Ồ, chà. Mở ra đấy bạn à. Mở ra đấy bạn à. Ồ. Búa búa, Sứ ơi, cung cấp búa đi em. Búa kìa. Đấy, bây giờ thì cái phần kèo ở trên này cũng khá là chắc chắn rồi cô bác này. Bây giờ có thể là người đi qua trên nó thì cũng chẳng bị làm sao nữa. Đúng không anh? anh thấy người đấy, không nhận được đâu. Anh Thanh thì có vẻ là còn rất là nhút nhát và rụt rè trước cái ống kính của máy quay quá ạ. Chỉ ngồi uyên một chỗ là cười thôi. Ôi vừa rồi khu hàn hết cho bên này để anh em mình bắn trước nhở. Cho mình anh Hai anh hàn. Phải không anh? Mà bảo tao vươi khỏi lùn lên anh à? Được rồi.
Hả? Điện yếu à anh? Bây giờ kỳ kim à? Ô, 220 đấy. 222 rồi. À. Thế nhà sử đang sắt gạo sao sử? Sắt gạo không? Không à? Bây giờ thì xem cái chỗ nào mà anh hai anh ấy hàn xong rồi thì cháu được xé xịt nốt cái khoảng sơn này lại các bác. Thấy mấy tấm ngắn chưa? Cái tấm ngắn trước lấy trôi theo cái thanh sắt đấy. Găng tay đâu? Găng tay xử đâu? Anh Thanh giỏi đi ra bên kia hơn đi anh Thanh. Ủa, giỏi đi ra bên kia đi. Không giỏi à? Bắt thằng lép quay bên này mà. Lên cao một tí anh Thanh ơi đấy. Tôi tiền này mà. Kia về đây rồi. Đây, từ đây. Ngắn chỗ nào? Đấy. Ngắn chỗ nào? Vừa như kiểu. Tôi thì bắt giảng mấy đây sai sai luôn. Có phải đo? Chứ phần ở chú ướn mắt cáo. Đấy. Đấy. Vẫn bị tay không? Để ra ngoài ấy. Nhấc nhấc ngửa lên đi. Đấy. Đấy. Như thế, như thế. Rồi.
Tôi bên nơi vô. Ăn điếu cho mày. Ăn điếu cho mày. Muốn ngồi đây không? Ngồi thật lặng cao kết nữa không? Cao mày tiệt, tiệt thả đây. Đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Đang tuần này bao con. Gì nào nè. Hôm nay có nhiều bạn nữ nhờ. À. Muốn thiếu nữ đấy nhờ. Sự màu này có ưng chưa? Hay là lấy màu đỏ? Màu này đẹp rồi à? Ok nhá. Nếu mà mình lấy pro thì sau này nó lại thành màu đen đấy. Này em tao bắn lại bay theo nó pin nè. Tao bắn lại bay thêm á. Đi vàng bị đi đâu nè. Đi vàng bộ bị đi á. Nè bộ nè á. Ừ. Cắp long rồi bà, nó cắp long rồi. Bảo anh ơi, ra đây anh ơi. Rồi rồi, quá đẹp. Rồi anh ơi, em chỉnh á. Rồi anh ơi, bắn đi.
ơi. Vứt hẳn ra bên này đi. Tiếp đi anh ơi. Em một tí nữa bắn xong là nhìn khác hẳn luôn đấy nhở. Anh nhở. Khác hẳn này. Dạ. Không biết gì đâu anh. Đây, mang em ạ. Anh ở ra đây anh. Ông bác thì sợ là chưa đủ, ông bác bảo là còn 3 tấm thôi rồi. Nào đây đây. Rồi. Đó. Thắng rồi sứ ơi. Hả? Ừ. Chờ mấy thằng này bán này. Tao yêu một sư nữa mẹ tao hốt để cho một căng à. Để tao bảo căng yêu ngạc băng lang tí cho điều. Thật đấy. Khi ta Eo ngả từ một phình lên. Hiểu không? Mình đang có thì vài má tới từ đít vào. Knock
Xuôi đây. Đấy, bây giờ thì hiện tại là mấy anh em đang lập thêm nốt cái phần thứ hai này các bác này. Đấy thì độ tầm 30 phút nữa thôi, đến 1 tiếng nữa thôi thì là mấy anh em cũng sẽ hoàn thiện nốt cái phần mái ở trên này rồi. Đấy, bây giờ nếu mà cô bác theo dõi được cái thước phim mà cháu Lưu đang chia sẻ từ trên cao xuống thì nhìn ngôi nhà thì một màu rất là đẹp luôn các bác. Hòa với lại màu cùng những cái rừng, những cái đồi măng, những cái đồi rừng, đồi trúc này cô bác này. Một tí nữa thì Hải về thì đã nhìn thấy ngôi nhà của mình lập xong rồi đấy Sử nhờ. Ô Tuân đâu, hai tấm rồi. Ở đây. Lại sưởi. Lại. Rồi nhấc qua đầu đi em. Rồi. Ấy, mình xuống khảo một lần. Đừng khát. Này. Tớ về phía. Có được hòn con hòn, anh Vinh hòn mơ, anh Thanh hòn mơ, anh Hàng đấy, nó thèm đấy. Cảm ơn. Này ra cái để phải mày cước tiếng mai bay mấy chứ nhỉ? Chắc không phải răng à? Bây giờ thì dần dần là hoàn thiện những cái bắn những cái tấm tôn cuối cùng nhất thôi cô bác. Thì đã xong cái phần lập mái hôm nay rồi. Đây, công việc ngày mai của mấy anh em thợ là sẽ nốt là hoàn thiện cái phần công trình phụ với lại chắt, hoàn thiện thêm những cái. Hoàn thiện thêm những cái phần mà còn lại. Được chưa? Sao khuyên á? Sao khuyên? Đây rồi. Sưởi. Kéo dạng. Rồi. Được chưa? Rồi. Đi nữa. Đây sắp giờ rồi. Hả? Đâu? À đây, không. Đừng để cho nó đầu bên kia quá, cho nó đầu bên dưới này thôi. Không, đầu bên dưới này thôi. Ê, anh Thanh lên. Đầu bên trên thì tí mình còn dùng sườn để mình ốp mà. Đây, đẩy vào một tí Sử ơi, đẩy vào một tí.
không để bên này, để vào, để vào. Không đồ đồ. Ôi. Nào, đặt luôn tấm này lịch sử. Dạ, đấy rồi, ui ui ui. Nào, thì được nữa. À. Ok chưa? Đấy, tấm tôn còn lại rồi cô bác ạ. Ôm non thôi anh à? Đây anh ơi, bắt luôn ông ơi. Từ lên 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 lên. Rồi, rồi anh. Đấy, xử như thấy cái tấm này chưa? Nãy vừa rồi mình làm dài ra quá thì nó không bắn được, phải không? Kéo nóc gì ra, út từ bên kia sang đây em. Từ bên này sang anh, từ bên kia sang anh. Từ này sang luôn à. Hãy lấy cái tấm kia luôn này sửa. Đấy để anh, tấm này để anh. Kít lô. Khẩn yêu. Ui. Chỉnh bên đây nhá. Bên kia, thẳng bên kia nha. À bên kia chưa ôm sườn, sườn bên kia chưa ôm sườn em ơi. Bên kia chưa, lấy cái tấm bên kia đã. Đây bây giờ thì có phải nói là hàng xóm của em Sử ở bên kia nhìn xuống rất là nhiều các bác này. Khi mà được lập những cái tấm tôn lên này, một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ là đẹp và cực kỳ là ưng ý các bác.
Cái ngôi nhà của ba ông cháu ngày một hoàn thiện thì cháu Lực cũng ngày một phải nói là vui thêm cô bác ạ. Khi cháu Lực rất là sợ khi mà nhận được thêm những cái khoản của cô bác, những tấm lòng vào của cô bác hãy gửi tới cho em Sử. Mà mùa đông thì kéo ngày gần cần kề đến rồi mà chưa có làm được ngôi nhà cho ba ông cháu thì phải nói là cháu Lực rất là sợ điều này. Sợ thứ nhất ở đây, thứ nhất là sợ là đánh mất cái niềm tin của cô bác anh chị đặt ở cháu Lực. À, có thể là cái cách truyền đạt của cháu Lực chưa có được xúc đích hay là truyền cảm như bao người khác. Nhưng mà lúc mà cháu Lực lên làm thì phải nói là mọi cái thì cháu Lực đều làm nó rất là minh bạch và anh nó mới thống được như này. Thống lên lắm đi. Hai túi ra. Anh bắn hết cái phần ốp trên này đã. Mai đinh thì còn thiếu thì mình bổ sung thêm sau. Đinh thì có vẻ như là hôm nọ cháu Lực lấy lên hơi ít quá rồi cô bác. Mấy hôm nữa ngôi nhà mà chắt xong mọi cái thì phải nói là một cái góc nhìn rất là đẹp và rất là vào thẩm mỹ luôn cô bác. Đấy, ở xung quanh nhà của Sử thì không phải là cháu Lực nói hơi là ba hoa thì cô bác, nhưng mà bà con ở trên này chưa có ai đủ điều kiện và đủ cái khả năng để cái phần kinh tế của mình mua được những cái tấm tôn này cô bác này. Cái tôn này, tôn đóng lạnh này thì phải nói là mua nó cũng rất là đắt. Cái đinh kia bán không được à anh? Cái đinh vừa nãy vừa rồi em gửi cho anh ấy. Đinh vừa rồi em gửi cho anh không được à? Ngăn à? Ngăn à? Không, em nghĩ là vừa mà. Không có đầu nhựa à? Nãy mình xem là có rồi mà. Nãy có rồi mà. Không có. Đấy, lúc em xem ở dưới sáng thì thấy có đầu rồi mà. Thế thì mang đi đổi lại mới được. Mỹ mày, đấy viên ở đây luôn. Này để đừng vi vi cả để đinh này vừa. Nhưng mà quan trọng là cái đầu này có vừa không ấy. Xem có đầu nó to hơn này hay nhỏ hơn. Hình như đầu nó nhỏ hơn này. Đấy, cái kèo thì phải nói là cực kỳ là chắc chắn cô bác nhá. Ở đây thì mỗi bên là cháu Lực để là ba cái hộp sắt to. Là tổng cộng ở trên này cháu Lực để là 6. Là 6 thanh cô bác. Đấy, hiện tại thì ba bốn anh em ở trên này thì cũng chưa có thấy dấu hiệu gì cô bác. Nếu mà nó không được chắc chắn thì nó đã có những cái dấu hiệu khác rồi. Đấy, bây giờ thì anh hai đang hoàn thiện ốp thêm hai cái phần phần ốp ở trên mái nữa. Còn là ốp sườn thì cũng đã hoàn thiện xong hết rồi. Anh hai em bắn thúi đây, tiếng đấy mà bé nè. Dùng thúi em bắn thôi. Đấy, còn những cái tấm tôn này nếu mà nó không phải là tấm tôn mà cực kỳ mà chất lượng các bác thì ba bốn anh em mà giống ở trên thì nó đã bị lóm cái phần cái phần mà nho nho ra này cô bác này, nó đã bị lóm xuống rồi.
Ô điểm em này tốt tiền cả nè. Sau khi sơn tắt lên nó. Cần cả yếu chứ. Em. Ok chưa anh? Ok chưa? Quá ok đúng không? Theo anh chấm mấy điểm? Được số mấy? Số 1 hay số 10? Số 1 hay số 10? Số 0 á? À? Số 0 chưa đến số 1 đi. Á? À? Anh đâu em? Dạ? Đi khú cho bạn nhìn anh. Đấy, bây giờ thì anh hai đang hoàn thiện là nốt những cái đinh cuối cùng rồi cô bác này. Đấy thì là cũng xong cái phần mái rồi. Đấy hôm nay thì Sử có thể là gọi là làm luôn cái bộ áo mà giống y xì là cái màu tôn luôn này Sử nhờ. Hợp đấy nhờ. ông chưa biết lập tôn chưa? Hả? Ông biết lập tôn chưa? Chưa. Chưa à? Vâng. Ông đang ở nhà chú hay đang ở đâu? Ông đang ở dưới nhà. Đang ở dưới nhà? Hộ chú làm tí à, sau. Đang hộ chú là làm nhà đúng không? Vâng. Chưa chuẩn rồi. Đấy, cái đinh đấy là vừa rồi đúng không anh? Anh lấy được cái đinh dài ra bắn ốp, bắn cái ốp ấy, cái nóc ấy. Đấy, ở dưới kia thì chú với lại thêm anh bạn kia thì đang hoàn thiện nốt là cái phần công trình phụ đâu các bác này. Anh ngày mai thì lập xong hết mọi cái thì sẽ cùng nhau là đi cùng nhau gọi là hoàn thiện nốt công trình phụ nữa, xong là vào chát mọi cái nữa. Sử như này thì đã ưng chưa? Có. Có rồi à? Có thích không? Có. Rồi bây giờ thì phải nói là mấy anh em ai cũng thấm mệt rồi các bác này, từ sáng đến giờ vằn cái mái tôn này. Nếu mà thời tiết mà không có nắng thì sẽ không có thấm mệt đâu. Thời tiết này còn nắng mà tôn, mà phải nói là tôn này là các bác này, tôn này khi mà mình ở trên cái phần mái tôn nó hấp thụ nhiệt gọi là rất là nhanh, nhất là rất là nóng. Đấy, một tí nữa thì gọi ông lên xem luôn nhá. Thì ông thì hôm nay là đang hộ nhà chú để làm nhà mới của bác này. Nhà Sử thì cũng đang làm nhà mới. Mà anh em thợ thì chắc là ai cũng thấm mệt rồi các bác. Chắc là có khi là mấy anh em cũng nghỉ sớm hơn. Hiện tại bây giờ là rơi vào tầm 4 giờ rưỡi rồi các bác. 4 giờ rồi, tầm độ 30 phút nữa thì mấy anh em thợ cũng sẽ nghỉ thôi. Bây giờ thì ra rửa chân tay mọi cái rồi đi về thôi. Ngày mai thì ngày mai thì các anh thợ là sẽ chắt đấy. Chắt hết mọi phần này đấy. Vâng. Anh làm thêm ở cái này chữ A này nhìn thấy có ưng không? Có. Ưng rồi đúng không? Vâng. Đấy, nếu mà hôm nọ là anh không làm chữ A này đâu. Đấy, nhưng mà anh muốn là cái ngôi nhà của em nó sẽ khác hơn một chút. Vâng. Thì làm thêm cái chòm chữ A trên này. Vâng. Đấy. Còn cái thời lượng thức phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Đấy, cháu Lực cũng phải nói là xin được cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Để đến thời điểm hiện tại thì em Sử có một cái ngôi nhà mà phải nói là rất là ưng cô bác ạ. Khi mà đến hôm nay đúng quán đá lập xong cái phần tôn hết rồi. Bây giờ thì điều mà phải nói là trước mới bước vào làm nhà thì điều cháu Lực đáng lo ngại nhất cũng chính là việc vận chuyển vật liệu này cô bác này. Đấy, còn, nếu mà trước kia mà cháu Lực với em Sử là đi tìm ra được đất ở bên kia, có khi là đi ra bên đấy mua đất xong là làm nhà. Nhưng mà nếu mà mua đất thì cái khoản làm nhà thì sẽ không có đủ nữa. Đấy, mua đất thì người ta cũng hét phải nói là giá rất là cao cô bác. Có những miếng thì phải nói là không ở gần đường ô tô đâu, ở ngay gần đây này. Có hôm mình đi xem ông kia bảo 100 triệu đúng không? Vâng. Em biết 100 triệu là rơi vào tầm bao nhiêu không? Có. Có à? Vâng. 100 triệu đối với em thì nó số tiền là như nào? Cao. Cao à? Vâng.
Đấy, ngôi nhà của ba ông cháu thì hiện tại là vật liệu mọi cái thì phải nói là cháu Lực lấy 3 chuyến vật liệu của bác. 2 cái chuyến vật liệu đầu thì là cháu Lực lo, còn là cái chuyến vật liệu cuối này thì là bạn Trình bạn ấy lo, nhưng mà bạn ấy cũng chuyển tiền cho cháu Lực để cháu Lực trả tiền vật liệu thôi, còn chi phí vận chuyển thì cháu Lực tự trích cái phần cái quý của cháu Lực ra là để thuê anh em vận chuyển từ bên kia sang bên này. Trong thời gian tới thì sẽ hoàn thiện cái ngôi nhà của ba ông cháu là càng sớm nhất có thể. Của bác có thể là cháu Lực hơi nói đi nói lại một chút cô bác. Còn là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi, cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.